Xin kính chào các quý vị. Vâng, những ngày qua thì shop Âu Thiên Hà luôn giới thiệu nhiều clip của dòng prepao, của dòng solution đến từ Thụy Sĩ và phối ghép với rất nhiều những cái cặp loa khác nhau. Có những cặp loa đến từ Mỹ, đến từ Đan Mạch, đến từ Pháp. Và hôm nay chúng ta lại kết nối đến một cặp loa đến từ Anh Quốc. Và để xem cái sự nhanh mạnh, chính xác, ổn định của dòng solution này cùng với cả một dòng buin kim đến từ Anh Quốc này, thì cái sự hợp nhau, cái sự phối ghép này nó đạt đến cái ngưỡng nào của trong âm thanh. Cái đó là cái tiêu chí mà nhiều audiophile đang đi mong muốn và tìm, và để có một cái sự giải mã về bộ đôi này. Như dòng buin kim thì các bạn biết đây là một dòng loa có một bề dày truyền thống của người Anh. Và tại sao người Anh lại đưa những dòng buin kim này đi trên toàn thế giới và luôn luôn được cái sự đón nhận? Đó là một hình thức quá đẹp. Như các bạn nhìn thấy thì nó có các modum, nó kết nối với nhau từ cái tweeter đến cái midrange đến cái bass, và nó cùng trên hệ thống, nó giống như một cái hình tháp. Nhưng mà để mà nhìn trực diện vào thì chúng ta đã thấy cái sự mạnh mẽ của dòng buin kim này với một cái thân hình nó tương đối là đồ sộ, và độ lớn của nó chỉ cao khoảng trên 1m2 một chút. Ẩn chứa trong nó thì lại là cả một vấn đề công nghệ khoa học của dòng buin kim và được các kỹ sư nghiên cứu. Và càng những năm gần đây thì nó đã ra đến dòng D4 rồi, tức là dòng này là dòng phiên bản cao cấp nhất của hãng hiện tại đến bây giờ. Lúc trước tôi bày thế này để tôi có một cái sự trải nghiệm khi test thực tế, khi kết nối cùng dòng solution. Còn bây giờ tôi sẽ đẩn ra cho các bạn nhìn thấy. Vâng, với một chiếc loa mà nặng lên đến 1 tạ thì các bạn biết nếu mà khênh thì rất là khó khăn và vất vả. Nhưng mà với các kỹ sư thì đây đã có một cái sự chế ra dưới cái đế, đó là 4 bánh xe. Và cái hay cái là khi các bạn đã được điểm ngọt, các bạn chỉ cần fix vào vị trí là gần như là cái sự ổn định của cặp loa này nó đứng im tại một chỗ. Khi nhìn đến cái tubin này thì lại nhớ lại một chút là những ngày qua cũng đi công tác, thì chúng tôi khi ngồi nhìn cánh máy bay thì chúng tôi sẽ hiểu thế nào là cái khí động học. Vâng, cái lượng khí ra thì rất lớn để làm sao nâng được cả máy bay lên đến hàng nghìn tấn lên trên khỏi mặt đất, thì dòng buin kim này là áp dụng đúng cái khí động học đấy vào trong loa của mình. Nhưng với tubin thì nó có hai hướng, hướng gió vào và hướng gió ra. Thì dòng buin kim này hướng gió ra nằm ở đâu? Như các bạn nhìn thấy đây, mặt đằng trước này thì đây chính là một cái màng loa continuum, nó được phủ kín và nó có một cái vành bên ngoài này rồi. Thì cái hướng ra của loa là đâu? Đây các bạn xem, mặt đằng sau đây nó là vừa là một tấm tản nhiệt, nó vừa là một cái tấm giữ của ốp thùng. Vâng, bí mật đã được hé lộ là nằm ở đây. Vâng, các bạn đã thấy cái sự tinh tế của dòng buin kim. Và khi chúng ta nhìn sâu vào trong này thì chúng ta sẽ cảm nhận được đấy là cái luồng đón khí gió từ bên trong đùn ra đây qua đứng rãnh xuống này, và nó thu nhỏ, nó vuốt ra đằng sau theo hình giọt nước này, và toàn bộ cái khí nó sẽ thoát ra đây và qua đây một cái tấm nệm êm như này. Nên tại sao dòng buin kim nó có một dải âm chung nó khác biệt so với dòng loa khác, đó chính là độ tĩnh nền và độ sạch và độ tươi của âm trong, của âm thanh, nhưng mà vẫn đảm bảo cho các bạn cái tính tự nhiên nhất. Đó là chính là một điều tuyệt vời. Và còn sự tinh tế nhỏ nữa, chính đây trong này là cái mã số series. Rất nhiều người muốn đi tìm số series của dòng buin kim thì sẽ hơi khó cảm nhận về cái này. Cái sự tinh tế của người Anh là quá tuyệt vời. Và trên này với một cái tweeter nhỏ ở trên này thì nó cũng có ảnh hưởng tới cái này, đó chính là một đường dẫn sóng nhỏ chạy từ này ra đây. Đó là những yếu tố mà tôi thấy tìm hiểu và thấy cũng rất hay. Nhưng mà còn hôm nay thì khi đang nói về dòng buin kim này thì tôi lại muốn nói đến một chút về cầu loa. Vì đằng sau này cầu loa, cái sự hiện diện của nó đã lộ ra được rất là nhiều cái ưu việt của nó. Trước đây các cầu loa là nó sẽ làm chéo, nhưng bây giờ cầu loa nó sẽ làm từng cầu một. Vâng, tôi thả luôn để cho các bạn dễ nhìn. Đây là những jumper được hãng trang bị và đã được test cẩn thận ở trên hệ thống test của dòng buin kim. Và bên cầu này là bên cầu low, bên này là bên cầu 2. Với cầu 2 cầu low này thì khi ta đánh ta sử dụng thế nào? Rất nhiều người cũng sẽ thắc mắc và dò hỏi, và cũng chỉ biết là tin tưởng ở các chuyên gia. Nhưng với chúng tôi thì hàng ngày phải được nghe, được trải nghiệm và được thử. Và hôm nay khi chúng tôi cắm cầu low này thì nó chưa đem được đến sự thỏa mãn cho âm thanh. Nhưng khi cắm sang cầu 2 này thì âm thanh hoàn toàn thay đổi và một sự tuyệt vời. Các bạn sẽ nghĩ là làm gì có chuyện một cặp dây này đơn giản thế này mà nó thay đổi cả âm thanh. Vâng, khi các bạn cắm sang cầu 2 này
cái lợi thế của giải âm trung nó hoàn toàn khác biệt. Và cũng có một cái điều giải thích nhỏ là dòng Buinky này với midrange của nó là nó tách rời hoàn toàn ở giải âm trầm, nên gần như đây là ba khối độc lập với âm thanh, nên cái sự hiện diện của cái dây này nó cũng rất là quan trọng. Nó sẽ cho được cái đường dẫn âm tương đối là chính xác, vì chỉ có những thiết bị chính xác thì mới cho được ra một kết quả chính xác. Khi nói về dòng Solution thì các bạn biết đây là một trong những phiên bản rất là lớn mạnh của Thụy Sĩ. Và dòng Solution này thì luôn đặt cái tiêu chí là phải chính xác với âm thanh. Nên tất cả những âm thanh khi dòng Solution này xuất qua được tín hiệu mà ra thì âm thanh nó trung thực với bản gốc. Nó hoàn toàn miễn nhiễm với cả những cái gì mà các bạn muốn đưa vào trong các vấn đề hài âm. Và bộ đôi Solution này tôi nghĩ đây là một trong những bộ đôi rất là hay, với mã series là 711, đây là một power stereo có công suất lên tới 300W cho một kênh và được dùng hệ thống dàn sò, thì tôi rất là ấn tượng với 14 transistor, tức là sò, người Việt Nam mình hay gọi là sò, ở một kênh và có hệ thống cánh tản nhiệt thì ở dạng siêu tản nhiệt, tức là rất là nhanh, nhưng mà khi sờ ở đây thì vẫn thấy cái sự ấm nóng, tức là cái hệ thống này nó vẫn được dùng ở trong cái định dạng gần cực mạch Canada, tức là để cho cái chất âm thanh tốt nhất. Và nó có trọng lượng lên tới coi như 75 kg. Đây là cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của trong các cái phần công suất âm ly ở trong trên phân khúc 300W. Còn về phần Pre Solution thì 725 thì là một bộ đề hết hãng, hết số của hãng rồi. Vì dòng Pre này thì nó là một thứ âm thanh mà gọi là vi diệu nhất, tinh tế nhất, vì cái mạch tín hiệu âm thanh là mạch ngắn nhất và chất lượng linh kiện ở trong Pre này thì là đỉnh nhất của hãng. Khi đã nói đến hệ thống này rồi thì không thể nói đến hệ thống Chromstang. Vâng, đây chính là S2500, và nhiều người cũng sẽ hỏi tại sao con lo một cái cục gì màu đen mà có cái đèn trông rất là đẹp giống như là một đèn của những tàu ngầm 2 vạn dặm dưới biển vậy. Vâng, đây chính là Chromstang đến từ Đức. Đây là một hệ thống nguồn pin và chúng tôi đang trải nghiệm và đang thử tại Thiên Hà Audio với hệ thống của Pre, của CD và những hệ thống kỹ thuật số, để chúng ta thử xem nguồn pin lọc sạch qua đường điện DC thì nó có gì khác biệt so với cả đường điện AC. Và một chương trình khác thì tôi sẽ giới thiệu sâu hơn về dòng Chromstang này. Còn bây giờ, âm thanh âm nhạc để dành cho các bạn, và các bạn hãy nhớ đeo tai nghe, vì đây là một chương trình chúng ta có thể vừa trải nghiệm vừa giúp cho mình cảm nhận nhiều hơn về các màu sắc âm thanh qua các quốc gia khác nhau, đó là Mỹ, là Anh, là Pháp, là Đức, và hôm nay đó là sản phẩm đến từ Anh Quốc. Xin mời các bạn. Thành phố nào nhớ không anh, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co khuyên không thông ra. Chiều đàn tây nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy một sáng nào nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nắng nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đơn. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi.
Qua những bản nhạc test vừa rồi thì các bạn đã thấy sự lợi thế của những dòng loa Buinkin đến từ Anh Quốc, đó là những giải âm trùng là quá tuyệt vời. Và đây là một trong những cặp loa cho người ta nghe nhiều cảm xúc nhất. Xin hẹn các bạn vào ít tới, các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà.